Hằng à, Hằng nghe xem này, có video mới nha. Cái anh chàng tóc xoăn này khịa cái cậu bé tới kia là không có tóc ở trên đầu, thấy chưa? Cậu ấy đang sờ và anh chàng cười. Cái cậu bé kia này buồn cười nhỉ, đang định cầm cái kéo cắt chuỗi tóc của anh đầu tóc xoăn này. Tại vì anh này khịa. Đúng rồi. Xem tiếp, có mất tóc không này? Không, anh đấy giấu tóc đi rồi. Xong bắt đầu này, rú nhảy này. Ôi, nhảy tên kia là cái chắc đó. Không nhảy tên kia là bị cắt chuỗi hết tóc đấy nha. Cái bàn tay kia này. Nhưng mà nhảy rồi vẫn muốn cắt tóc của anh chàng tóc xoăn đấy. Thế là anh đấy phải chạy trốn. Nhưng bây giờ các bạn mà đi ra ngoài muốn làm gì mà không làm được thì chỉ cần nhảy tên kia là sẽ có người giúp đỡ nha. Nhưng mà Hằng Nga xem này, cái cậu bé ngày hôm nay mà cái bộ đồ màu đen, đi dép cũng màu đen, cầm cái kéo cũng màu đen, mở đầu cũng màu đen. Nói chung là cứ đen từ chân lên đầu và từ đầu xuống chân. Nhìn hay nhở. Lúc mà bạn tiến ghen đấy cười à, chỉ thỏ mỗi bộ răng trắng xóa, nhìn thấy mỗi bộ răng của anh đấy thôi. Có mỗi bộ răng là trắng nhất. Hằng Nga nhìn cái bạn tiến ghen này, có nghĩ ra thử thách gì mà liên quan đến tiến ghen không? À, hay là anh em mình thử thách ăn đồ ăn màu sắc tiến ghen. Hằng Nga làm sao ấy, tiến ghen làm quái cứ màu gì đâu. Có mỗi màu đen gì thì làm sao mà thi ăn đồ ăn màu sắc được. Thì tụi mình sẽ ăn màu sắc màu đen. À, ý kiến hay. Đồ ăn mà có màu sắc màu đen thì cũng khá là nhiều. Nhưng mà anh nghĩ là đồ ăn mà có màu đen thì toàn là đồ ăn cay mà thôi. Hằng Nga có ăn được không? Ăn được chứ sao, đồ ăn cay càng ngon. Ok, thế thì bây giờ tụi mình phải đi ra cửa hàng để mua đồ ăn. Nhanh lên. Hằng Nga, có nhìn thấy gì không? Có, em nhìn thấy một người yêu quái. Nó là người xấu đấy, nó đang đá lung ta lung tung ấy kìa. À, em nghĩ ra một cách để chôn nó rồi. Anh Thắng, anh nhìn xem quả này giống quả gì? Sao Hằng Nga mang quả bóng ra đây làm gì? Đây không phải quả bóng đâu, anh mang tay ra đây. Đây. Yeah! Hằng Nga cả Hằng Nga nha, đi siêu thị mua được rất là nhiều đồ ăn màu sắc. Wow. Nhìn ở bên ngoài tôi là cũng thấy toàn là màu đen rồi. Đi thôi Hằng Nga. Câu này câu cho anh chọn đấy. Thôi xong rồi. Hằng Nga, lúc đi Hằng Nga không cài chốt cửa đúng không? Bây giờ nó tự khóa rồi này. Không biết được, có một anh này quên anh này không chốt vào ý. Thôi xong, thế bây giờ không vào được trong nhà thì phải làm thế nào đây? Trèo tường anh nhỉ? Trèo làm sao được? Cái bức tường này đã cao hơn cả đầu của anh rồi thì cơ mà. Thế này Hằng Nga cũng chưa chắc là trèo được nha. Anh Thắng tránh ra. Để bây giờ em đạp một phát là cánh cửa nó mở ra ngay. 2, 3. Thấy chưa? Ui, phải gọi Hằng Nga là Hằng Nga lực sĩ mới đúng. Anh Thắng. Hay là hai anh em mình trèo lên cây ăn đồ ăn đi. Trèo lên cây, bây giờ anh Đỗ Hằng Nga trèo được lên đây mà Đỗ. Ui giời, đơn giản. Đây, hồi xưa em hay trèo cây lắm. Đây này, thấy chưa? Ngồi đây ăn cho nó mát mẻ. Trèo lên tín như vậy thôi. Các bạn nhìn xem, Hằng Nga trèo còn chưa được hơn cái đầu của Thắng. Thì thế này làm sao gọi là trèo cây được? Đây mình gọi là leo lên cây mà thôi. Anh sẽ leo lên được. Đây, em sẽ treo đồ ăn ở đây. Hằng Nga ngồi bên này nha, anh sẽ ngồi bên này. Khoe cho các bạn nha, mua được một gói bim bim siêu to khổng lồ luôn. Anh Thắng đâu biết là gói này bao nhiêu tiền đấy. Cái gói này to gấp đôi gói bim bim bình thường. Mà gói bim bim bình thường anh mua là 5.000, gói này to gấp đôi thì sẽ 10.000 đúng không? Không phải đâu, gói bim bim này to 4x lần đây này. Anh Thắng không nhìn thấy à? Gói này trị giá chỉ 9.000 thôi chứ không phải là 10.000 đâu. Hằng Nga nhầm rồi nha, đây là slack bắp 4 lớp, tức là cái viên bim bim có tận 4 lớp chứ không phải là x4 đâu mà. Để anh xé cho. Thôi, để em xé ra. Không biết bên trong có đen xì không nhở? Wow, bim bim thơm lắm nhưng mà hình như là cay lắm. Tại vì em ngửi thấy tinh mùi ớt thôi. Anh ngửi thấy mùi thơm ngon lắm. Các bạn nhìn đây, bim bim này lạ lắm. Có hình tròn và dày tận 4 lớp luôn. Để anh thử xem nào. Cũng cay đấy. Nhưng mà không cay lắm. Của anh cũng là select nha, nhưng mà là select que. Chắc là được kết hợp với cả vị chanh hay sao ấy. Nhìn xung quanh đen xì. Tự nhiên lại có mấy cái lát chanh ở đây. Mà gói select này của anh được nhập khẩu từ Thái Lan đấy. Hằng Nga nhưng mà xem này, toàn chữ Thái Lan thôi. Uầy, có mực không hả anh Thắng? Em nhìn ở ngoài có mấy viên mực. Thì đồ ăn anh mua xịn xò được làm từ mực sao ấy. Nhìn thế này đã thấy ngon với cả cay rồi.
toàn là mùi mực nha. Hàng ngang ngửi mới xem có phải không? Ừ, đúng rồi. Hình như là snack này được làm từ mực anh Thắng ạ. Thì chả thế, ở bao bì người ta ghi làm từ mực mà. Không được giòn như của hàng Nga đâu, nhưng mà ăn ngon hơn của hàng Nga. Không ngon bằng của em. Bên trong này còn nhiều lắm nha, nhưng mà dốc hết ra tay là sẽ bị rớt hết ra ngoài đấy. Ngon quá đi, hơi cay, cay hơn của hàng Nga nha. Thôi, hàng Nga, nhảy xuống đi, không là hàng Nga ăn lo quá, thế là bị lặn cành cây, gãy mất là ngã luôn đấy. Nhảy xuống. Hàng Nga, anh mua được một quả trứng này, anh nhường cho hàng Nga ăn trước. Thôi, anh này lại trêu em đúng không? Em không ăn đâu, hôm nọ anh này trêu em bằng quả trứng này rồi. Quả trứng này là quả trứng giả. Quả trứng giả đâu mà quả trứng giả, đây là cái quả trứng màu đen, anh mua về để chơi thử thách, hàng Nga không biết à? Màu đen. Anh Thắng mua nhầm rồi, đây là màu đỏ chứ không phải màu đen đâu. Mặt này mới là mặt phải, màu đen đây. Tại vì là cái quả trứng này đang làm trên chảo, và ở bên dưới chảo thì có một cái bếp có lửa đang đốt cháy, thì người ta mới làm màu đỏ để tượng trưng cho lửa đấy. Nhưng mà quả trứng này có ăn được không? Ăn được, đó là đồ ăn mà. Cái quả trứng giả nghe em nói là quả trứng khác mà, không phải quả trứng đẹp như này đâu. Thế thì anh này ngồi đây cho em ăn nữa. Bây giờ là anh sẽ bóc cái quả trứng này ra. Sao bóc một phát là mất luôn quả chảo rồi. Wow. Thôi cho hàng Nga cái chảo này để về nhà chơi bán đồ hàng nhá. Chứ vừa nãy anh vừa bảo là cho em quả trứng ăn mà. Thì hàng Nga bảo là trứng giả, hàng Nga không ăn. Anh chỉ bóc cho hàng Nga xem thôi, còn bây giờ là anh sẽ tự ăn. Nhưng mà được cái là người ta lại không làm thiệt thật ra để xúc nhỉ. Wow. Trứng lòng đào. Thơm không? Thơm nè, anh có một miếng nhá. Wow. Kẹo dẻo phải không anh Thắng? Đúng rồi, thì ra nó là kẹo dẻo nhưng mà hình quả trứng nha. Hàng Nga được cắn vào lòng đỏ đi. Wow. Chín quá. Đây này, hàng Nga ăn lòng đỏ ấy, để xem là có vị khác không. Nhai một lúc thấy nó chua chua nha. Lòng đỏ có chua chua không? Quá. Đây là kẹo dẻo nha các bạn, chứ không phải là quả trứng bình thường đâu nha. Ăn quả trứng của anh Thắng, em lại nhớ đến em có đồ ăn giống của anh Thắng đây này. Đồ ăn của hàng Nga là đồ ăn gì sao mà nó có đen xì, lại còn tên tiếng Anh nữa. Thế là anh này không biết à? Đây là thạch đen ăn liền. Chắc là nhiều bạn cũng chưa được ăn cái này đâu, bởi vì là chị cũng nhìn thấy lạ, đi vào siêu thị mua lần đầu thấy luôn, thế là chị mua luôn về ăn thử. Wow. Bên trong có một cái gói gì kia, hình như gói mỡ ở giống mì tôm sao ấy. Không biết được. Mua thạch để ăn chung mì tôm mà. Người ta cho một cái thìa. Đây thạch đen ở dưới này. À em biết rồi, hình như đây là đường. Xé mạnh ra. Ui dễ mà. Đây để anh xé cho ạ. Đấy thế này chứ. Wow. Đen xì luôn. Anh nào ăn có gói này không? Nhưng mà đây là gói gì? Người ta không có hướng dẫn sử dụng nè. Để anh thử xé ra anh liếm nè. Đường đúng không? Là gói mật nha Hằng Nga, gói mật không phải đường đâu. Hằng Nga thử liếm xem. Thôi thế thì anh đổ vào đây. Wow. Hóa ra là gói mật. Lần đầu tiên anh ăn cái này đấy. Wow. Không giống là ở thạch ở cái chỗ mà chè đỗ đâu. Lúng lính luôn. Lúng lính nhở. Wow. Hằng Nga kéo bị rớt bây giờ. Hàng Nga phải sẵn nó đứt hết đi chứ. Tại vì cái thìa này nó bé quá. Có mát không Hàng Nga? Ngon lắm. Núng nính mềm tan luôn. Cho anh thử một miếng, nhưng mà Hàng Nga phải sẵn đứt nó ra, không là đớt đấy. Ui giời. Bón cho người ta mà mãi không xong. Đây. Thấy chưa, mềm lắm. Hàng Nga nhìn có biết đây là mấy cái hạt gì không? Chứ anh nhìn anh chả biết đây là cái đồ ăn gì nữa. À đây này, người ta ghi này anh này, đậu tằm vị bít tết. Ôi sợ đậu tằm vị bít tết. Từ trước giờ tôi nghe thấy thịt bò bít tết thôi, mà bây giờ có cả đậu tằm bít tết nữa. Em còn chưa cả nghe thấy bao giờ ấy. Hóa ra đây là mấy cái hạt đỗ nha. Lâu lâu không đi siêu thị, vào siêu thị rất là nhiều đồ mới luôn. Wow, Hàng Nga thử ngửi xem. Wow. Mùi giống cái mùi cay cay. Mùi cay cay giống như là đồ ăn vặt ở cổng trường nhở. Đây, Hàng Nga xé tay ra anh cho xem. Wow. Nhưng mà đậu gì mà lại to như thế này nhở? Wow. Lần đầu tiên Thắng ăn đậu mờ như kiểu ăn bim bim luôn, giòn giòn nhở. Giống đồ ăn vặt ở cổng trường lắm anh Thắng ạ. Nhưng mà nó không có vị ngọt đâu, nó chỉ có vị mặn mặn này. Xong bắt đầu cay. Cay cay mới cả cái vị gì nữa ấy. Nhút vào họng rồi thì mình thấy ngon ngọt nhá. Đồ ăn này ăn thì cũng ngon đấy, nhưng mà anh thấy không đẹp mắt cho mấy. Nhìn cứ như kiểu là thịt kho tương ấy. Sau đây là cuộc thi nhảy theo tiếng Anh dùng ở trên màn hình. Cái điệu này dễ. Hằng Nga chính ra để anh thấy ạ.
95% được vào vòng trong. Yeah! Điệu nhảy thứ ba, điệu nhảy khép gối. Điệu nhảy rất giống, 95 điểm được vào vòng trong. Yeah! Điệu nhảy thứ tư, người tiếp theo bắt đầu. Không giống, loại. Anh Thắng có để ý không? Từ nãy giờ đồ ăn của bọn mình bỏ ngoài màu đen cực kỳ là đẹp không? Thì đúng thế, bởi vì màu đen nhìn trông nó đã cực kỳ là ngầu rồi. Ha, thế thì đây này, em có kho bò vị sốt XO kiểu Hồng Kông. Bên ngoài nhìn rất là sang trọng luôn, toàn là màu đen nha, nhìn cực kỳ là ngầu luôn, đầy nam tính. Khoan, Hằng à, mua phải đồ ăn pha keo sao ấy? Mua đồ ăn kho bò nhưng mà của đầu bếp con bò à? Ê, không phải đâu, hình như là người ta ghép như thế để cho nó ngầu hơn mà thôi. Không phải đâu, người ta ghép như này cũng mở thành đồ ăn kinh dị ấy. Ừ đấy, em chưa bao giờ thấy đầu bếp là con bò lại lấy chính thịt con bò để làm thức ăn bán. Nhưng mà bây giờ anh Hằng à mà ăn cái đồ ăn kinh dị con bò này vào, nhớ mày bị làm sao thì sao? Bị làm sao? Ăn vào là bị no đây. Bóc ra luôn. À, nhìn này anh để ý này, ở mặt đằng sau thì nhìn thấy cái thịt bò bên trong nha. Wow. Có mấy miếng này, vậy? Một tảng luôn. Wow. Một tảng cái gì mà một tảng? Ừ nhỉ, cái gói to như này mà xé ra được mỗi một phần thịt bò bé xíu. Wow. Ui, mùi thơm lắm nha, đúng là thịt bò thật, không giống như mấy cái thịt bò mà mua ngoài cổng trường đâu. Thế này, quên mất không mang ít chanh đi anh Thắng nhỉ? Anh thích vắt quất vào ăn ngon hơn. Đấy, anh thử một miếng đi. Uê, ngon lắm. Wow, ngon nhở, giống y như cái vị bò ngày xưa anh ăn nha. Ngon lắm, nhưng mà mỗi tội kém. Đúng, phải mua đúng thịt bò thật thì ăn mới được ngon như thế này. Nhiều ớt như thế này thì chả cay thì sao, chỗ nào cũng thấy hạt ớt luôn nha. Cay lắm. Hạt ớt cả ớt dằm này, thấy chưa, đọc cái chỗ này mà bao mấy chục hạt ớt luôn kìa. Uầy. Cay lắm, chắc mỗi lần ăn chỉ dám xem một tí xin như thế này xong là đút mồm thôi. Thế thì mới không cay. Ăn bò cay của Hằng Nga cay quá, bây giờ phải uống nước mới được. Uầy. Hằng Nga nha, bây giờ anh đố, trên tay của anh đang là lon nước gì? Uầy. Đen xì xì như thế này. Lon nước gì mà đẹp thế, toàn màu đen. Ồ, đúng luôn, lon nước màu đen thì nhìn chả đẹp thì sao. Nhưng mà Hằng Nga đoán đi là nước gì? Màu đen mạnh mẽ này, chắc chắn là nước tăng lực rồi. Không, nước mà Hằng Nga suốt ngày uống luôn. Hằng Nga đoán lại đi. Thế thì là Coca-Cola. Không, mà là Pepsi. Đẹp chưa? Pepsi không calo. Không calo, màu đen như nha, uống thoải mái không no bị béo. Wow, nhìn đẹp như thế này cơ mà không lỡ khui ra uống đâu, nhưng mà cay quá vẫn phải uống thôi. Ui giời ơi, anh Thắng gì mà yếu thế, cô lo Pepsi bật mãi mà không được. Móng tay của anh ngắn quá không bật được. Để em. Thế Hằng Nga mang bỏ anh cầm cho. Ở đâu? Đơn giản này. Sao không có bọt nó bắn ra ngoài giống như mọi lần Thắng hay làm nhỉ? Đỡ cay hẳn à. Hằng Nga sao gì? Uống mất của anh rồi. Để phải anh uống trước chứ, đây là của anh mà. Pepsi của anh ngon lắm. À, anh biết tại sao rồi, bởi vì cái Pepsi này giống như các bạn mà rót cái Pepsi ra xong các bạn không uống luôn, các bạn để 1-2 tiếng xong quay lại uống thì nó rất là nhẹ, nó không có ga, nên là cái Pepsi này ít calo, nó không có sẵn ga, sốc mắc sắc mạnh bật lên nó không bắn ra là phải rồi. Buồn quá, chỉ còn mỗi một gói bim bim snack mì tôm vị bò nướng cũng liên quan đến bò nha. Chắc gói bim bim này có bò thật rồi, bởi vì là ở bên ngoài này chỉ thấy người ta giới thiệu là có một viên bò siêu to ở đây này. Có phải là lẩu từ sôi đâu mà đòi có bò ở bên trong? Cái này người ta chỉ là quảng cáo thôi. Yeah. Không có rồi, chỉ có mỗi mì tôm thôi. Nhưng mà mì tôm này nghe khác nhở, nhìn kiểu màu cứ kiểu đen đen sẫm sẫm nhở. Chắc là nó giống với vỏ ngoài của nó, vì đây là vị mới giòn tan mà. Nhưng mà không biết ăn có cay không nhở. Cực kỳ là giòn luôn. Ờ, sao mà còn toàn mảnh vụn như thế này thì anh ăn kiểu gì? Hình như là em cứ vứt linh tung, thế là nó bị vỡ.
anh vừa mới mua được một gói mì tôm đen xì xì luôn nha. Có bạn nào đã mua được cái bánh mì tôm đen xì xì giống như anh chưa? Bây giờ là đun nước và đổ đây ăn thôi. Nhưng anh Thắng ơi, mất điện rồi. Mất làm sao được, hôm nay làm gì có lịch cắt điện đâu. Chả mất thì sao, anh này nhìn đây này. Đây, cắm điện. Đấy, làm gì sáng đâu. Thế này thì chả mất điện. Mất điện rồi thì làm gì có nước mà để cho anh úp mì. Không sao, anh rất thông minh. Để anh nghĩ xem. À, anh có cách rồi. Lúc lấy uống Pepsi vẫn còn chiếc lon này. Bây giờ anh sẽ mài chiếc lon này xuống đất. Anh này mèo lon nước xuống đất thì liên quan gì đến nước. Hằng Nga cứ từ từ, anh sẽ biến chiếc lon nước này thành cái lồi đun nước nha. Thật không? Thật chứ sao, bây giờ phải mài để lấy cái lắp này ra. Ui trời ơi, bây giờ anh lấy kéo cắt xừ đi là được. Làm gì mà phải mài thế cho nó khổ ra. Cắt đi thì sắc đứt tay làm sao. What? Công nhận Hằng Nga nói đúng đấy. Anh mài mãi mà chả thấy nó đứt gì cả. Thôi, bây giờ là anh sẽ lấy kéo anh cắt cho nó nhanh. Bảo anh này là lấy kéo cắt cho nhanh, lại còn cứ mày mày đến bao giờ. Cắt xừ một cái thế là xong. Nước đây rồi, nước đây rồi. Anh Thắng ơi, thế thì đợi anh một tí. Bây giờ anh phải bẻ mấy cái cành củi này. Gió bếp đúng không? Anh sẽ dùng 2 viên gạch để làm thành một cái bếp nha. Từ từ, Hằng Nga khoan đã, để anh nhóm bếp đã. Châm mấy cái lá khô để nhóm mấy cái cành củi nhỏ kia. Bếp cũng đã cháy rồi, bây giờ ta sẽ để cái lồi nước Pepsi của Thắng ở đây. Khi nào sôi thì Thắng sẽ đổ ra bát mì. Nhưng mà nếu như ở nhà thì các bạn cứ cho nước vào lồi xong rồi bật bếp ga lên thì sẽ có nước sôi nhanh hơn. Còn cái cách này của Thắng chỉ là để chơi sinh tồn mà thôi. Trong lúc cho anh Thắng đun nước thì chị sẽ bóc hộ anh Thắng hộp mì tôm này ra, đổ gia vị vào. Tí nữa nước sôi thì chỉ việc đổ vào là ăn thôi. Đợi nước sôi mất tận 60 phút đồng hồ luôn. Ui. Không đủ nước rồi. Thế này là ngon rồi, vị nó bị đậm đà chứ. Nhưng mà đậy nắp lại. Mỗi tội là cái lon nước Pepsi của anh bây giờ nó đen xì xì luôn, nó đen kịt luôn, đen còn xấu hơn cả màu đen ban đầu của nó. Chín rồi nha. Không biết là mì này sẽ ăn vị như thế nào đây. Ê, Hằng Nga không có dìm cho ai xuống. Đầu phần này nó chưa chín này. Wow, thơm quá. Nhưng mà Hằng Nga có thể ngửi thấy mùi cay không? Có, em ngửi thấy tinh mùi ớt rồi. Mì màu điên này chả thế, cay lắm. Đây là mì lẩu Thái cay đen xì xì luôn nha. Vừa hay chiều tối chơi xong thử thách lại còn đói đấy chứ. Đây là mì lẩu Thái tôm chứ không phải là mì siêu cay đâu, nên là không cay nha. Ngon đấy. Quá ngon luôn. Ăn cho em ăn hết nha. Thôi, để em ăn một miếng nữa cho anh cho Hằng Nga hết. Thôi, để em ăn, ngon này cơ mà. Thôi này các bạn ơi, bọn chị hết rồi, khoe rồi. Hẹn các bạn ở video lần sau nha.